Chào mừng ông bà cô chú anh chị em đã trở lại với kênh Cường Tina Florida TV nha. Bây giờ mời ông bà cô chú cùng anh chị em và các bạn ăn dùng thịt vịt với bánh xèo. Hôm nay là đến nhà của dì Năm. Đây là dì Năm, là má chồng của người em là Nga, là đãi cho bữa thịt vịt với bánh xèo. Đây giới thiệu đây là con trai lớn dì Năm, con anh Lợi. Con trai lớn của dì Năm. Dạ. Còn đây là chị Hà. Dạ. Hả? Chị Hà phải không? Dạ. Chị Tư vợ của anh Lợi. Dạ. Còn đây là nhỏ em Nga. Đây là dâu của chị Tư và con trai. Đây là con trai. Dạ. Đây là bà nội. Bà nội. Đây là 85 tuổi rồi đó. Cả đây là trên mạnh khỏe chưa? Con cháu mà cũng là con trai. Con trai nuôi. Rồi giờ mình cầm đũa đi, mời cả nhà. Dạ. Con gấp cho dì miếng nạc nha. Tao nói thiệt mày. Ngồi chơi với tụi con. Tao ăn rồi, tao. Ngồi chơi với tụi con. Ngồi chơi, ngồi nói chuyện chơi. Trên qua đây bà nội đi rồi nè, con ngồi bên đây nè. Thôi bây giờ chị Hà ơi. Chị sao cái gì kêu chị Hà không à? Chị Tư. Cho mấy anh em tôi quên rồi. Con hai anh em. Còn thằng em nữa. Bây giờ tài xế quốc tế rồi đó. Tài xế tại này là tài xế của anh Cường rồi đó. Tài xế rồi. này anh trai nuôi của tụi em nè. Con không có chút con. Ok. Tự nhiên ơi con. Rượu bất khả ép. Ok, ai vui thì uống. Chưa ăn hết này đi. Ăn cái này trước đi. Không uống miếng nha. Dạ ăn chị Tư ơi. Có lá cách này nha cả nhà. Uống vô vui. Wow, bánh xèo ngon lắm á cả nhà ơi. Lá cách nè, mình ăn với cái lá nghệ. Cái lá nghệ ngon lắm á chị. Lá nghệ mùa này có. Mùa này nó có mùa mưa mới có. Cái này mà tép mỡ mình thắn ra, mình cuốn với lá nghệ với lá lốt ăn ngon lắm. Còn lá nghệ trên mình ở đây nha. Dạ có. Có đây rồi nè anh Lợi. Dạ. Cái nghệ đây hình như nghệ Thái. Đâu nghệ nhỏ. Cái nhỏ. Dạ. Quá trời đồ ăn luôn. Cứ đây. Dạ. Ngon nó quá. Cũng thơm lắm anh. Dạ. Trời ơi, đâu ở Mỹ đi về mà thấy mấy cái món này nè, khó quý lắm. Ở bên bển đó, bắt chước theo mà đổ bánh xèo như Việt Nam là làm sao mà có tươi vậy, không? Nó không có giống như Việt Nam đâu. Cũng làm y vậy chị, tùy theo người pha bột, pha chế. Nhưng mà để bằng với bên này thì chắc không bằng, tại bên đây mình vừa có dừa tươi. Bển thì mình làm dừa lon. Ăn quá trời luôn. Dạ không, uống vô lon sẵn hết luôn. Còn ấy mình đi mua trong tủ đá anh về mình vắt. Trái xiên thì mình mua dừa trái về mình nạo ra. Năm rồi tôi có về đây ghé thăm. Không thấy anh hai, thấy này thôi. Năm rồi tôi có về ghé thăm lần. Dạ. Cái nhưng chị làm rất là khéo. Nó sắc nó nhuyễn. Có dừa. Cái này là lá này cưng. Wow, vịt này vịt chim quá. Em chạy đi. Vịt này tắm nước mắm rừng quá. Sao điện hơn chị Hai chứ có. Nghĩa là tụi em có độc ăn chị Tư. Ở nhà có. Nhà không có hả? Ba chị đằng này bác không chuyện á chị này. Không có bãi trái. Rồi đưa chị ra. Cái rau nó ngon gì đâu á. Có nè. Lá nghệ, lá cách quấn vô cả nhà ơi, lá đâu rau dấp. Quá trời đồ ăn. Ngồi vô ăn luôn chị Hạnh. Thiệt tình nha. Bà nói là tàu nói là tàu tới tàu quốc liền. Quá trời à. Đồ ăn nhiều quá không biết gấp cái nào. Xong luôn. Mời cả nhà ơi, bánh xèo ngon quá.
Đây có rồi. Tới mẹ mày Trang đó. Ông bà mình ngày xưa hay ghê ha, sao mà bánh xèo là cho những cái loại rau này hả chị? Cái này là không bao giờ mà quên được hết. Dạ. Giống như là mắm kho á. Mực ngọt ghê. Không đây cũng được. Ừ, gấp này nè, con ăn chung đây nè. Trái bí kìa, tí nè. Uh-huh. Bí non. Bông bí. Ừ. À. Ăn ngọt á. Ngon hơn mai, ngon hơn. Ngon rồi. Chúng chào ạ. Ngon. Chúng chào. Phải mà nói em xào trước, ông trả lời khác á. Cái này từ nào giờ mới ăn nha, ngon nha. Ngon á. Mai chị em xào mới ra. Bên đây là đám tiệc rồi. Hôm nay sao mà đúng vô họng rớt hết. Sao bả lên chị ổng không có quất hơi luôn vậy, nó ngon ha, cái chợ ha. Dễ ăn cơm kho kho thịt vịt chứ không có. Nãy kho luôn. Bánh kèo này à. Gì vậy? Đây là miền Tây đó cả nhà. Mỗi lần mà mời ai ăn cái gì là phải nhà như vậy đó. Nếu mà không vậy là không phải là miền Tây nha cả nhà. Cái hồi xưa ông già bà cả mà biểu ăn mà không ăn giận á. À hả? Không mà mình dưới quê mình là vậy á. Mời ăn là không có lên đâu. Đi vòng vòng một hồi lo làm hết công chuyện rồi mới lên ăn. Cái đó hay quá hả chị hả? À. Mời lâu quá giận. À. Nói ở miền Tây, quê. Nói hồi xưa mình còn nhỏ. Đi tới nhà nào như là ba mẹ, mấy chú, bác rồi ăn như đi theo ông nội vậy đó. Tới như mấy nhà bác rồi chơi. Rồi cứ mắc cỡ rồi lục kè. Tới chừng ta ăn rồi, đói thấy bà xuống lục ấy. Xuống lục cơm ăn. Đó. Xong cái ăn bên đó ăn nhiều hơn á. Nó ngồi im re đã nghe nó lên tiếng gì đâu. Rồi quay cái lưng lại nữa. Vô dai mặt vô mấy dách ăn thoải mái luôn. Từ nào giờ mới thấy người ăn vậy á hả? Bởi vậy nó mới quay lưng ra nghe không? Nó nói lâu lắm rồi em không có ăn bánh xèo. Căn nhà nghe ngó em mình nói không? Thành ra nó ngồi nó quay lưng ra. Mình kết bông bí rồi này. Ở bên bển á, nó có loại bông bí, nó gạt bông luôn. Nhưng mà họ bẻ vô, mình mua về, hàng mua về mình luộc. Cát không à? Cát lắm. Ở đây không có. Bông bí sao cát vậy? Ở bên đây không có, ở bển trồng á, đất cát. Cái trồng đất cát. Cát. Trời mưa. Nhưng mà đâu có bán cát nhiều như đây đâu anh. Chỉ có nhà vườn người ta trồng rồi có người ta biết mình biết ăn, người ta kêu mình cái mình bông bí mua. Khi mà cát nó vô rồi á, khó rửa ra. Đúng rồi. Long long. Cái gió bụi nó bay bám vô trong cái bông rồi mình rửa khó ra. Dạ. Ăn no rồi đi làm biến đi lắm. Trời ơi mày. Trời ơi. 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 Trời ơi.
như đồ biển rồi phải làm phải sạch chứ. Dạ. Cái ốc đồ cũng phải rửa, phải ngâm cả chứ cát. Dạ. Ở bển là có ốc, có con hến. Là đi mình đi mò đi bắt có, nhưng mà bắt cũng nguy hiểm lắm, cá sấu. Nhưng mà có bển thêm loại cá mắm đồ để mà mình kho như kiểu Việt Nam kho tẩu, kho khô. Nhưng mà nó không bằng bên này. Ở đây đó cá tươi. Ở bển là cá nhiều gì cũng độc đá mà ra không. Trời đây có tiền ra chợ. Bởi vậy. Cái gì cũng có. Bởi vậy. Cá đồng có, cá chợ, cá nuôi có, muốn ăn nào có. Thành cá mà. Cá là tươi ngon không á. Ở đây ăn cá, ở bển ăn cá tươi cũng có, là mình mấy người mà thường đi câu á. Mà mình mua lại được những người đó thì mình ăn cá tươi. Nhưng mà để kiếm cá tươi mà cá đồng thì không thấy, không có. Ở đây nhiều lắm. Còn cái ở vùng anh ở có cây trái như có, đây có không? Có vùng đó là vùng thuộc gì, cũng như vùng sao vậy, cũng như ở đây á, ở đây á thuộc gì, ok từ Hà Nội trên này. Hà Nội thì bắt đầu á theo là giờ, bây giờ là đây trên vùng Hà Nội là lạnh phải không, trên miền Trung á thì cũng còn lạnh, nhưng mà tôi ở dưới miền Nam, là ở Florida ở dưới miền Nam, bây giờ cũng như là từ Hà Nội đi Sài Gòn vậy, tôi ở Sài Gòn đó vậy đó. Mà mỗi một năm á, làm như là nếu mà một đợt lạnh của nó đó là lạnh nhất á, là mỗi năm á, nó cũng có lạnh ít thôi, lạnh mà nhưng mà cây cối cũng vừa, nhưng mà có năm á, 4 năm nó trở lại một cái lạnh một lần á, cây cối có thể là chết hết. Chết. Nó lạnh. Nếu mà mình không che á, không chạy lại á, chết. Nó lạnh á, nó chỉ lạnh á, 2-3 bữa thôi. Mà nó lạnh, rất lắm, nó lạnh không độ luôn á. Không độ luôn. Không độ luôn. Nó đông đá rồi đó. Đông đá. Cái nước mà ở ngoài sáng mình ra đó, đậy mà nước của rừng dũng á là nó đông đá. Xe cũng vậy, lấy đồ mà khựi kiến xe đó. Mà cái khu của mình cũng ít có lắm. Cái khu mình ở trên mình ở đó tôi kêu là cái cũng như là rồi, nó ít mình bị bão cũng ít có bị ít có bị ảnh hưởng nặng. Còn những mình cái khu kia qua Mỹ là 30 lần lên một. Hồi trước qua Mỹ á, hồi đầu tiên qua Mỹ á, ở miền Ngọt là tôi ở ngoài Hà Nội á, cái kiểu mình ở trên miền Ngọt nó lạnh quá, cái bu đi từ từ xuống miền Nam ở. Còn anh cái gốc người Việt hay người Mỹ? Người Việt. Người Việt không, chưa tôi ở Việt Nam này nè. Trời ơi, tôi đi bắt cá bắt cua tôi gần lắm. Ông nhớ tôi không? Nhớ. Hồi đó nguyên một group chơi chung mà. Ông nói tôi nói nè, cô còn có chú Chính nó cho tặng cho chai lầu nè. Nó đi lâu lắm rồi, không thấy về á. Trời ơi, về nhưng mà người ta về dưới này chứ ta đâu có về đến đâu không thấy. Ăn cái này sáng mắt cái gì? Hả? Thơm. Mực này ngọt kia chị Nga mua anh hai khen ngọt nè. Hồi đó chơi chung nguyên nhóm. Chị Hai ăn cái gấp một cái gì hả? Để ăn thịt vịt nè. Để có ăn. Hồng Thanh á hả? Ừ. Nó là mối tình mà hồi tại học sinh đó mà. Học sinh đó. Bắt luôn con tôm nữa. Tiệm nó bán không có được. Ăn vô cho nó lên cân em. Đúng rồi. Vịt này ngon. Nói giờ kết rau à. Mực ngon quá. Ăn miếng bánh xèo nhưng mà mấy cái món bí thì ăn nhiều. Muốn ta làm hủ tiêu. Hồi nãy em xào nó nhiều quá. Ta làm hủ tiêu. Cái bí nó ngon gì đâu á. Giòn. Dạ. Ngon, bí nó ngon. Ê, cái này nó có cái hột giống nó không? Nó hột giống trồng ra cái này không? Thôi. Hôm nay Nga bữa nào mua cho chị một bịch hột giống này Nga.
Mình không có đem đi đâu được đâu. Mình gửi bưu điện, đường bưu điện về. À, gửi bưu điện thôi chứ không có đem đi được. Em gửi được mà. Có mình có đất là người ta bán cho. À. Không lấy nụ trái nè. À. Là cái loại đó chiên là nó ra cái nhỏ 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 này nhiều lắm. Nó chỉ gửi thôi. Dạ. Mình trồng để mình ăn á. Theo mình đó là nó phạt mình đó, chết á. Giờ cái bí này trồng dễ lắm, nó ra con khúc là mình ngắt ngọn. Vậy hồi nãy em để chị giật cái. Giờ chị ba em để vô thì chị để vô. Ra mình mới cước á, cước mình chạy ngọn. Người ta chị em bạn dâu mà. Ăn đi, ăn đi. Cắp cái bông bí cho chị hai á. Ủa, bí đủ chị đủ rồi. Để cho mấy anh em nữa. À. Hai. Không lấy xào thêm miếng. Hai nhỏ là con bới cho ba nó ăn chứ. Cha nó. Trời ơi, còn một lông bên đây nè. Dạ còn. Còn. Có hai thằng nhỏ giỏi quá giỏi, bỏ tới chị. Hai thằng này đổi hai đứa gái không đổi. Năm rồi về thấy đó. Ít nói. Cái gì nó cũng làm. Ở nhà nó làm mà không làm xuống tới dưới cái cỏ rác là sao. Ồ, nó làm cái giường đẹp lắm, cái miếng ruộng của em nó làm sạch trơn à. Ừ. Hai thằng giỏi quá chừng. Ừ. Em đi mặn tối ngày nhà hai em nó làm. Ừ. Làm cũng là nay cả 10 bữa không có xuống dưới luôn. Hai thằng trai của nhỏ em tuyệt vời lắm cả nhà. Xuống tới dưới luôn. Cha thì bị đột quỵ nằm một chỗ, vừa chăm cha, vừa lo hết ruộng cũng nhiều lắm á cả nhà. Lo hết. Bà nội với mẹ thì lo chuyện vòng vòng trong nhà. Con anh với chị, cái mấy người con lận. Thầy sao? Anh với chị là con một đứa. Trai hay gái? Gái. Giờ nó đang học đại học. Nó 20 tuổi rồi. Dạ chưa? Phải con đứa con trai nữa mới được. Nó cháu luôn nha. Cháu. Chị được mấy cháu? Nhiều thôi chứ sao vậy. Bây giờ ơi, chị quá sướng rồi. Sao hãy rồi. Em con đứa con gái à? Con anh vậy là thứ mấy? Chị hai thứ hai rồi, còn anh thứ mấy? Thứ tư. Thứ tư nha. Trong gia đình á. Tới 11 người con lận. Ba mẹ mình á mà mất hết hai người. À. Ở bển Tam Phúc. Ở Sài Gòn một ông thứ hai ảnh đi qua trước mà mẫu quốc thương á ở đây Việt Nam á ở Sài Gòn á là ổng á nhà thuốc Bắc á mẫu quốc đường ngon quá chị ơi. Quá ngon luôn. Thoải mái đi gắp miếng trường quá thoải mái luôn. Có xíu miếu. Ông đi ngang đây hổm là ghé mấy lần mà đục mưa. Có hả? Ông đi tới đây luôn hả? Ông đi tôi nói cái trâu gì giải rồi bớt đi. Kêu lái mua dừa. Ừ, không có, ba con hơi bị quên rồi. Nhiều khi người ta đốn dừa xong rồi hai ba bữa cái ổng quên. Nghĩ cái ổng ổng gọi điện người ta bắt phone cái ổng mới chạy tới nhà ổng đi kêu bà chính mua dừa gì á. Có không? Nó còn không biết. Là chạy ông chạy đi kiếm người mua dừa. Ông ghé ông hỏi ông ghé đục mưa. Ừ. Hỏi đây có lái nào mua dừa không? Bạn kiếm lái mua dừa. Lái qua tỉnh nhiều lắm. Ông sướng đó hồi xưa. Ba ưa quên rồi. Ông lái mua dừa mới đốn dừa dừa 2 tuần xong rồi ông lại quên, ông tưởng là chưa đốn ông đi kêu tiếp. À. Hồi xưa á. Ông đi ra quần áo lắm lưng, quần áo khùng lắm lưng. Thơm phức. Bây giờ 83 rồi. Ừ, ông 83. Dạ. 83 tuổi vậy rồi. Tại vì có mình không có nhà rồi, ổng nhớ nó quẩn quẩn mình. Đông người thì ổng có lạnh. Đông người nó 29. Trời ơi, nó có lúc cũng sẽ nó cũng vậy đó. Đó, cái vừa là ta tự ta tới ta mua chứ tặng gì mình đi kêu lại.
ông hơi quên, khi ông nhớ khi ông quên. Dạ. Kiểu như tháng mưa lái lâu bẻ cũng không chừng. À. Rồi cái nhưng mà mình đi kêu người ta rẻ sớm này, cái dừa mà không treo cổ á. À. Nó có trái hoài. Để lâu nó treo. À, đúng rồi đúng rồi. À. Trái. Qua nữa nó già. À. Ăn xong rồi nó cho chị miếng khăn giấy được không? Khăn giấy à. Cái vịt này luộc rất là vừa ăn nha chị ha, nó ngon cái thịt ghê á. Dạ. Thịt vịt tim là ngon. Này vịt mình mua hay vịt nhà chứ? Mua. Ngon. Vịt chim mà vịt mái á, vịt trống. Bắt cái vịt con này. Em đâu biết đâu, bởi em đi mua vịt em vô trong ấy em bắt trong lựa vịt trống không à, bởi đâu biết đâu. Nó con. Ừ. Nó xương nhiều. Hai với hai. Xương nhiều hơn cái vịt mái. Xương bự. Ngon quá. Chị. Có rồi. Đây đây đây, có giấy đây. Dạ, con cảm ơn. Ngon quá, ăn đây là không nói chuyện. Không nói chuyện được, nhai liên tục. Âm thầm lặng lẽ mình ấy. Dạ. Cháo bừng bừng dĩa bánh xèo. Ừ. Ừ. Con ăn bánh xèo nữa không? Cái là cái người Việt mình á, lên bàn ăn nói chuyện hơi nhiều chứ còn người Tàu là không có nói. Dạ. Bớt cái bầu rau này. Mình đổ rau trong đó đi. Cảm ơn. Bây giờ xớt cho mỗi người miếng này cho hết đi. Rồi cái mình đem cái dĩa này xuống. Không, rồi để đó đi. Để đó ăn gấp gấp chứ bây giờ chắc thì... Để đó dạ. Không, được rồi. Mình còn rau bên đây quá chừng nè. À, cho cô miếng cháo. À, hả? Con là đạo cháo á. Mê cháo lắm. Có, quá ngon luôn chị ơi, ăn cháo chị. Mời cả nhà dùng cháo nha cả nhà. Cháo vịt. À hả? Dạ. Được mấy đứa con à mấy? Dạ con được hai đứa, có thằng nhỏ nhỏ. Hai trai luôn hả? Dạ hai con trai không à. Thôi ráng hai đứa con gái nữa đi, em ba đứa đi cho đủ năm đứa. Nuôi không nổi, giờ nuôi không nổi. Không. Nay con trẻ. Hôm nay con trẻ. Nhiều khi nó ra cả chục luôn mình không biết. Biết sao không? Bây giờ mình thấy mình ngán á, thực khi mà mình lớn tuổi á mà nó có nhiều đứa này nó bận nó không về, đứa khác nó về nó ăn ủi chị, nó vui để như có một mình thôi. Rồi cái nó bận chuyện gì á, mẹ ơi khỏe hôn cái rồi xong, chứ còn đứa này nó tao mận quá, từng này tao về không được, thôi từng tụi bay chạy về thăm ba mẹ nghe đó. Rồi nó đứa này mình, đứa này nó bận, đứa khác mình còn đứa khác. Thằng lớn là đi học. Dạ đi học. Thằng nhỏ là chưa thấy học, không có đi học luôn rồi. Học chưa về, rước về à sớm à. Dạ đi học chưa, nó học lớp 3 rồi đó. Như vậy là nó trên 4 tuổi rồi nó mới có đi học chứ phải. Đúng rồi. Nhưng mà thằng này nó tới 8 tuổi rồi. Là anh 8 tuổi rồi hả? Anh hơi đẹp. Nhưng mà anh cao. Anh cao dồi dội ha, anh cao lắm á. Lúc nhỏ mà đâu. Chưa thấy đâu. Một thời nhỏ con nó mới học mẫu giáo à. Chị ơi mai mốt nó nhổ giò nó còn cao nữa. Rồi nó bự ra nữa, lớn nó chịu tập thể dục rồi á. Dạ. Ôi tụi nít chị đừng lo nó chị ơi. Mấy nhỏ giờ là khỏi nói. Cái chị hai thấy rồi mà mấy biết mấy nói. Dạ. Thằng này tôi hồi nhỏ còn nhỏ hơn đứa con của nó nữa. Dạ. Ốm yếu quá. Dạ. Tới chuyện lớn thì nó lớn. Dạ. Đúng rồi. Thấy chưa? Mình không có bao giờ. Vậy là chứng tỏ biết nó giống ba nó hồi còn nhỏ rồi. Dạ. Mai mốt là nó bự hơn ba đó vậy. Bự hơn là cái chắc. Tại vì mấy đứa nhỏ sau này á. Con sữa. Đây nè có nè. Mắm mắm gừng khác. Ồ vậy hả? Bịch vịt chấm mắm gừng. Đúng, mắm gừng. Để bữa đó là để lấy làm chén. Ra chưa? Cái thịt vịt này nó ngon ghê nơi ngon luôn á. Ăn vô nó thơm. Nước mắm gừng chị. Đúng rồi, vịt. Thử miếng. Vịt mắm gừng cả nhà ơi. Ngon quá. Dạ, đây có hà luôn rồi, đâu có gì đâu hết, nhiều lắm. Ngon rồi không? Mày đúng là dành cho nhau đó. Đúng rồi.
Nói gì cũng tránh tránh mình chút nha, mình cũng ốm yếu á. Hả? Có 4 kg à? Chị không làm chẳng luôn đi. 73 mình chẳng lên 7 cái nữa là 80. Ăn này được không? Không bao giờ ăn mấy cái đó được. Mấy ngày không ăn. Dạ, thank you. Ở bên bển á, mỗi lần trưa mà đói bụng á, đó, mấy đứa đi mua gà quay. Con gà quay về, mà tụi nó ngó lên cái lạng lát xuống nó, ủa, con gà quay cái đứt nó đâu mất tiêu rồi. Dạ. Nó kiếm đâu đó tao đâu biết đâu. Dịch đó, chặt rồi vô dĩa rồi nó còn nhảy. Mình thỉnh xuống. Chưa chắc ăn nữa. Cầm tay còn chưa chắc ăn còn rớt xuống nữa. Cháo ngon quá chị ơi. Cứ thoải mái con, hai má con mình đó là không có đứa nào mà nhỏ con hơn đứa nào đâu. Ai? Không nói tới. Cháo nha. Cháo nhừ ngon. Ngon. Cái cháo vịt này nè chị, nó còn nóng á, mình bẻ cái lá cách mình nhúng trụng vô, nó xìu xuống ăn rất là ngon. Cháo vịt xiêm mà ăn với lá cách ngon lắm á cả nhà. Đúng rồi. Dạ, cái này là hồi xưa ông Bảy á, mỗi lần về nhà em tảo mộ á, là đi với cậu Tư, là đi ra vườn hái cái lá cách này vô ăn với cháo vịt xiêm. Ông Bảy Tân Hương hả? Ông Bảy Tân Hương á. Có khi ông hai ông về chiều 19 nhưng mà phần đông á là sáng 20 ông mới về. Thì cả nhà ơi, cái clip đến đây Cường và Tina tạm dừng nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và ủng hộ Cường Tina Florida. Về đây chào xin tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà những cái video kỳ kế tiếp. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một ngày được mọi sự bình an và tốt đẹp nha cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bye. Bye. Cả nhà.